bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 8 tháng 4, lễ truyền tin Chúa nhập thể. Nay bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Nay bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Và này Isabe chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và này đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt bà. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Kính chào Đức Maria, mẹ đầy ân sủng. Qua tác giả Giuse Đào Văn Định. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm nhân, sống như người trần thế. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm quả lễ đền tội cho chúng ta. Hôm nay, Thiên Chúa sai thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Maria, khởi đầu công trình cứu độ, vì của những lời hứa và sự chuẩn bị của Thiên Chúa đã đến thời viên mãn. Thiên Chúa muốn cho ngôi lời của người mặc lấy sắc phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Đức Maria hỏi: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Và sứ thần trả lời: Chúa Thánh Thần sẽ đến với bà, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô giải thích thêm: Đấng tiên sai là Thiên Chúa thật và là người thật. Và sau khi nhận ra ý Chúa, mẹ đã đáp lại: Vâng, đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Maria trở thành mẹ của Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Trong suốt giao ước cũ, sứ mệnh của nhiều phụ nữ đã được chuẩn bị cho sứ mệnh của Đức Maria. Ngay từ đầu đã có Eva, mặc dầu bất tuân, bà đã nhận được lời hứa về một hậu thế sẽ chiến thắng kẻ ác, cũng như lời hứa rằng bà sẽ là mẹ của tất cả những người sống. Cũng từ lời hứa này, hậu sinh của Eva là Sarah đã thụ thai trong lúc tuổi già. Ngược lại với mong đợi của con người,
Thiên Chúa đã chọn những người bị coi là nhỏ bé và hèn mọn để thể hiện lòng trung thành với lời người đã hứa. Hama, mẹ của Samuel, Deborah, Ruth, Judin và nhiều phụ nữ khác. Đức Maria nổi bật giữa những người nghèo và khiêm nhường của Chúa, những người tin tưởng, hy vọng và nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Sau một thời gian dài chờ đợi, thời gian đã viên mãn nơi mẹ, nữ tử Sion cao quý và kế hoạch cứu rỗi mới được thực hiện. Vì vậy, để trở thành mẹ của đấng cứu thế, Đức Maria đã được Chúa ban cho những ân sủng phù hợp với vai trò đó và được thần khí hướng dẫn và trợ giúp để mẹ hoàn tất sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ. Thiên sứ Gabriel lúc truyền tin đã chào mẹ là đầy ân sủng và loan báo rằng: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Nhưng theo lịch sử cứu độ ghi lại, dòng dõi của David dường như bị phá vỡ vào năm 587 trước công nguyên. 600 năm sau, thiên sứ Gabriel hiện ra với Đức Maria, người đã đính hôn với một người nam tên là Giuse, thuộc dòng dõi David. Chuyện dòng dõi David tưởng chừng như đã kết thúc, trên thực tế thì chúng ta lại được nghe thiên sứ Gabriel nhắc lại trong biến cố truyền tin những yếu tố giống nhau mà thiên sứ đã đề cập với Maria trong tin mừng Luca về Chúa Giêsu đấng cứu thế, đã được ghi chép trong sách Samuel rằng: "Khi ngày đời ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên ký vệ ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi." Vì vậy, trên thực tế dòng dõi vua David không bị cắt đứt, và giờ đây có ý nghĩa đầy đủ của lời Thiên Chúa hứa đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô là đấng Mêsia, dòng dõi con cháu của vua David. Và cũng để minh chứng sự thật lời mà thiên sứ Gabriel đã nói: "Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Quả thực, Đức Maria là Eva mới đã vâng nghe lời Chúa và phó thác cho Chúa trọn vẹn, đi ngược lại với ước nguyện của các thiếu nữ thời ấy. Mẹ đã quyết tâm sống đồng trinh, nhưng Thiên Chúa đã ban cho mẹ Maria cả hai, vừa đồng trinh vừa làm mẹ Thiên Chúa, mẹ nhân loại. Hiệp thông trong ngày giáo hội mừng lễ truyền tin cho Đức Maria với tâm tình yêu mến và tạ ơn mẹ Maria, vì mẹ đã tặng cho chúng ta Chúa Giêsu, món quà quý nhất mà chính lòng mẹ cũng quý nhất, vì Giêsu con lòng bà. Chúng ta nguyện noi gương mẹ sống ẩn dật khiêm cung, nhưng đồng thời cũng cùng mẹ luôn hiện diện phục vụ. Mẹ hằng ở bên Chúa Giêsu và bảo chúng ta thực hiện lời người: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Mẹ muốn chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu đang ở trong hội thánh và trong tâm hồn chúng ta. Mẹ muốn chúng ta đến cùng đi với mẹ, để cùng mẹ đến với những mảnh đời bất hạnh, những mái ấm của các trẻ mồ côi, khuyết tật, người vô gia cư trên đường phố, viện dưỡng lão. Dù khả năng chúng ta giới hạn, nhưng hãy học nơi mẹ đem đến cho thân nhân một món quà tặng quý giá nhất. Hãy cho họ Chúa Giêsu. Và lời cuối, mẹ Maria muốn mời gọi chúng ta hãy học nơi mẹ một linh đạo sâu xa. Mẹ hoạt động, nhưng tất cả mọi cử chỉ và tư tưởng, dù vụn vặt nhất, cũng vì Chúa Giêsu. Mẹ không thể có một giây phút nào ngoài Chúa Giêsu. Mẹ có một đời sống nội tâm sâu sắc vô tận. Trong mẹ, hoạt động và chiêm niệm không tách lìa nhau. Chiêm niệm giữa hoạt động và hoạt động do chiêm niệm giữa lòng đời. Vì thế, để sống và thực hành linh đạo của mẹ,
Ước gì các gia đình chuyên cần học hỏi lời Chúa, vì không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Mỗi nhà nên cần có cuốn Kinh Thánh để học biết và yêu mến Chúa Kitô. Hãy năng đọc Tin Mừng và suy gẫm cùng mẹ Maria, mẹ của giáo hội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ nếm được hương vị phong phú nơi mầu nhiệm của Chúa Kitô và thôi thúc chúng ta thực hiện những lời Chúa Giêsu giảng dạy. Lời Chúa linh hoạt và sống động sẽ trở thành niềm hoan lạc và niềm vui của tâm hồn chúng ta, và là ngọn đèn rọi bước, là ánh sáng cho nẻo đường chúng ta đi trên cuộc lữ hành trần thế. Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, xin Chúa ban tràn đầy Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con có thể thưa lời xin vâng như Đức Maria đã thưa xin vâng theo thánh ý Chúa, và hân hoan đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, con Chúa nhập thể. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, đón Đức Chúa Giêsu Kitô vào trong tâm hồn chúng con. Và xin Chúa rủ lòng thương tất cả những ai đang mong chờ ơn cứu độ, cùng ban cho toàn thế giới nhận biết Chúa Giêsu chính là đấng nhân loại đợi chồng. Xin cho những ai đang gặp cảnh nghèo khó, bệnh tật và gian truân được cảm nghiệm sự an ủi và tình mẫu tử của mẹ Maria. Amen. Lòng thương xót của Chúa Cha đã tuôn trào nơi dòng máu nước từ cạnh sườn Chúa Giêsu và tuôn trào thành dòng suối cứu độ. Dòng suối cứu độ xóa sạch tội lỗi trần gian. Dòng suối cứu độ làm thỏa cơn khát bình an hạnh phúc của nhân loại và mang lại sức sống mới cho lữ hành trên hành trình tiến về quê hương mới là nước Thiên Chúa, là sự sống đời đời. Ước gì mỗi người, mỗi nhà luôn tin tưởng, tín thác vào lòng thương xót của Chúa và mặc lấy lòng thương xót của Chúa mà xót thương nhau, xót thương người. Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao, lớn hơn muôn vàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tôn vinh lòng thương
Xin tin thác lạy Chúa Giêsu.